về lời tâm huyết của những người từng tu với sư ông Thiền Tông Thanh Tử. Còn rất ngưỡng mộ sư ông lắm, khi sư ông ra Bắc Hoằng Pháp, khi miền Bắc dân bấy giờ đang mê tín theo phong tục thờ cúng của Trung Quốc, của giáo Pháp của bên Tịnh Độ như niệm Phật, lão giáo, lão tử, đạo mẫu, vân vân và vân vân. Lúc đó con được cô nhạn người ở bên gần Hồ Tây, cô nằm trong hệ thống các hội viên hỏi UNESCO Việt Nam. Cô có khi đang giảng Pháp ở Gia Lâm, Hà Nội, thì nghe thấy có công an tới kiểm tra, vì giảng chui, không có xin phép. Mà xin phép thì còn lâu chính quyền mới cho. Vít giáo Pháp của Thiền Tông đánh tan cái Messi của Tịnh Độ, đạo mẫu. Mà họ đang thống soái từ xưa đến nay rồi, vì quyền lợi của con người chưa có được bình đẳng tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Khi dân miền Bắc nắm được Pháp, Thiền Tông cũng đã dạy cho con người biết thương yêu chúng sinh, rồi lại hành cho mình được ăn chay. Tuy nhiên sư ông và huynh đệ vẫn còn mê ngầm phải cúng cơm trước khi ăn, hay cúng tín thí vong linh sau khi chết ở buổi chiều của các thiền viện. Là còn mê si, khi Đức Phật dạy, 33 cõi trời chỉ là tưởng trị không có liễu chi, tức là linh hồn không có. Ta cúng ai ăn thụ hưởng đây sư ông Thích Thanh Tử ơi? Con xin sám hối sư cụ tổ và sư ông cùng thầy tổ của con, và huynh đệ tha thứ cho chúng con phải bỏ sơn môn mà ra đi ạ. Chứ ở đó khó giữ 10 giới sa di của Phật lắm. Khi còn phải theo chúng phải ăn vặt, ăn tiểu sáng, cất giữ tiền bạc, thì chúng con mất đường tu quý ngài ạ, quý đời tuổi cao toàn bệnh lang y, hay mãn tính, chấm coi như mắc vào đĩa ngục của trần gian, chứ không phải sau khi chết có đĩa ngục. Chưa nói phải thói quen thích nằm võng đủ đưa là tâm nó động mất rồi. Con thấy thầy trụ chỉ nuôi chó, mèo con cá coi, cá cảnh, trang trí khuôn viện chùa chiền, tịnh xá, tịnh thất, thiền viện như khu du lịch sinh thái biển vậy. Rồi có nơi phải chăm sóc trẻ em mà sư phụ phải làm nhiều việc của người cha, người mẹ. Rồi khi phải theo huynh đệ uống sữa, cà phê, thuốc lá nữa chứ. Huynh đệ cứ lấy khung cảnh hoành tráng của chùa to Phật lớn để tô móc dụ ngôn với tín đồ khi Đức Phật dạy. Tất cả con người trên thế giới hiện nay đều đang điên đảo tưởng, điên đảo kiến, điên đảo tâm, điên đảo tình, vì họ còn tham dục vọng. Nay con trả lời với những người hỏi và chia sẻ giáo pháp Thiền Tông Trúc Lâm và lá thư tâm huyết tới sư ông Thiền Tông Thích Thanh Tử vừa qua trên mạng Internet YouTube. Ngày hôm nay khi mạng xã hội Facebook youtube.be lan rộng, lại được chính quyền địa phương cho phép con người được bình đẳng trước pháp luật và do tôn giáo. Còn ai tin theo nhân quả thì tự họ thắp sáng lên mà đi. Tự họ sống thiếu đạo đức làm người làm thánh thì họ tự phải chịu gánh tới nghiệp khổ đau mà Đức Phật đã chỉ cho chúng ta hơn 2.500 năm nay rồi ạ. Nên chúng còn phải dám cái lời thầy là chưa y giáo phụng hành theo lời tổ dạy kèm chúng con. Còn xin sám hối cho con ạ. Tự chữa lành. Chú Tiểu ơi, chú Tiểu làm gì đấy? Lấy gì ăn? Chú Tiểu mấy tuổi rồi? 2 tuổi à? Vào chùa này lâu chưa? Con ở chùa này lâu chưa? Lâu rồi à? Tối con ngủ ở đâu? Ngủ với ai? Với ai? Với sư phụ à? À, chú hôm qua bế con đấy hả? Ôi, ngoan quá. Ngoan quá. Quá ngon rồi. Chú Tiểu ơi, chú ngủ dưới sư phụ như vậy là người xuất gia thì mắc giới quá, giới với trẻ con nghiệp ái mất chú.